Hello mọi người, mình là Oliver và hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh em cách để hết tâm súng tầm gần nhé. Thứ nhất, tâm anh em phải chuẩn, vuốt chuẩn nó mới lên thì đấy, thấy chưa? Chuẩn là vậy. Cái thứ hai là cái skill là mình thường xuyên áp dụng, là anh em nếu xem mình từ đầu nó sẽ biết đó là vuốt tâm mình vuốt rồi mình sẽ nhảy lên một cái đấy, như vậy đấy là nó sẽ auto lên vào đầu luôn. Và hạn chế với bắn này ấy, là mọi người phải luyện tập ba ngón trước, ba ngón trở lên đấy. Còn là anh em nếu xem mình lúc mình còn bắn điện thoại là sẽ thấy mình còn bắn cái kiểu là bắn vút bên trái, bắn vút rồi nhảy lên cái đấy, auto shot luôn. Anh em có thể học tập và theo áp dụng nhé. Cái tiếp theo là vấn đề mạnh, vút mạnh hay nhẹ thì tùy trường hợp nhé. Nếu ở gần quá thì anh em nên vút thật mạnh vào, còn ở tầm tập trung vút nhẹ cái là lên rồi. Và theo một cái diễn nữa là anh em là hãy thả lỏng bật ngón tay khi vút nha, đừng có tì mạnh màn hình quá, chúc anh em thành công.